Theo cùng một thủ môn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng như trong tình huống vừa rồi thì cách tốt nhất là thực hiện một cú sút uy lực. Và để thực hiện điều đó thì có khó hay không? Câu trả lời là không. Nhất là khi chúng ta chăm chỉ luyện tập và nắm rõ được 5 bước sau đây để có được một cú sút gọn gàng, uy lực và chuẩn xác. Bước đầu tiên để có được một cú sút uy lực đó là chúng ta cần phải lấy đà tốt. Và để lấy đà tốt thì chúng ta sẽ cần có khoảng 3 đến 5 bước đà. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong khung thành. Thì đối với những cú sút cửa lòng, chúng ta sẽ thường có một cái góc đứng nghiêng như thế này. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà chúng ta cần có một cú sút với lực mạnh thì chúng ta sẽ không đứng nghiêng quá nhiều như vậy mà đứng hơi thẳng so với bóng. Là lưu ý, thân người chúng ta sẽ cần phải hơi chúi về phía trước một chút để tạo được một cái lực và cái quán tính tốt khi mà vung chân và tiếp xúc vào bóng. Chúng ta sẽ cùng đến với yếu tố thứ hai. Đó là để có được một cú sút thật tốt thì chúng ta cần phải có sự thăng bằng tốt ở trong những cái tình huống sút bóng của mình. Thì chúng ta sẽ cần phải kết hợp giữa hai yếu tố, đó chính là chân trụ và tay vung. Thì đối với chân trụ thì chúng ta sẽ đặt cái chân trụ cách bóng khoảng tầm 15-20cm so với cái vị trí mà chúng ta sẽ sút bóng như thế này. Và khi mà chúng ta đặt chân trụ xuống thì chúng ta sẽ hơi khuỵu nhẹ chân trụ xuống. Mũi chân này nó sẽ hướng thẳng về cái hướng mà chúng ta muốn sút bóng tới. Cái điều này nó sẽ giúp cho cái hướng bóng của chúng ta được chính xác hơn. Và khi sút bóng thì chúng ta sẽ vung tay bắt chéo qua thân người để tạo được một cái tư thế tốt và một cái sự thăng bằng, trụ ổn định trong cái tình huống sút bóng. Chúng ta sẽ có hai điểm chạm. Thứ nhất đó là điểm chạm ở trên bóng, và thứ hai đó chính là điểm chạm ở chân của chúng ta. Thì đối với bóng thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ không chạm bóng ở những cái điểm mà quá thấp so với tâm bóng hoặc cao hơn cái phần tâm bóng. Bởi vì trong những cái tình huống như vậy thì bóng sẽ đi, một là lên trời, hai là cái lực sút nó sẽ rất là yếu. Cái điểm mà tạo ra được cái lực sút tốt nhất đó chính là ở giữa tâm bóng và hai bên xung quanh tâm bóng này. Thì tùy trong những cái trường hợp mà các bạn muốn bóng đi thẳng hay là muốn bóng đi xoáy thì chúng ta sẽ sút vào những cái vị trí mà ở cái phần xung quanh tâm bóng như thế này. Cái tiếp theo đó chính là cái điểm chạm ở chân. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái điểm chạm cứng nhất ở trên chân. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái phần phía đầu bàn chân này sẽ có một cái đoạn xương cứng, và chúng ta có thể trực tiếp dùng tay để cảm nhận, để lựa chọn cái điểm này làm điểm tiếp xúc bóng thì nó sẽ tạo ra được một cái lực tốt tác động lên quả bóng và khiến bóng đi mạnh hơn. Bước thứ tư cũng là bước quan trọng nhất để có được một cú sút cực mạnh, đó chính là bước vung chân. Thì ở trong cái quá trình này chúng ta sẽ vung chân hơi cao lên để có được một cái độ lăng chân tốt nhất. Và một cái điều cực kỳ quan trọng trong cái quá trình vung chân này đó là chúng ta sẽ phải khóa cổ chân, nghĩa là chúng ta sẽ duỗi căng cái phần cơ ở chân này ra và để giữ chúng cố định như thế này. Và trong suốt cái quá trình mà chúng ta vung chân cho đến chúng khi đến khi mà chúng ta sút bóng. Và cái bước cuối cùng trong cái quá trình mà sút bóng cực mạnh này đó là chúng ta sẽ vung chân theo bóng. Thì đây là cái động tác có cái vai trò là điều hướng cho cái cú sút của chúng ta. Bởi vì một cú sút mà có mạnh đến mấy nếu như đi không trúng khung thành thì cũng đều sẽ trở nên vô nghĩa. Thì cái việc mà chúng ta vung chân theo bóng này thì nó sẽ giúp cho cái đường bóng đi được chính xác hơn. Cụ thể là sau khi mà chúng ta sút bóng xong, chân chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi theo đường bóng, và khi mà bóng rời khỏi chân chúng ta sẽ vắt chéo sân sang một bên, đồng thời là cái chân trụ của chúng ta sẽ hơi nhảy lên một chút để tạo được một cái sự thăng bằng tốt cũng như là cái quán tính tốt cho cái đường bóng đi chính xác vào khung thành. One shot.
Và đó là 5 bước để có được một cú sút thật mạnh. Tuy nhiên thì đó vẫn chưa phải là tất cả. Hãy luôn nhớ rằng ở trong những cái tiểu thuyết kiếm hiệp thì một cao thủ võ lâm là người vừa có chiêu số lợi hại lại vừa có nội lực thâm hậu. Và những thứ vừa rồi mà chúng ta học được đó chỉ là những cái chiêu số thôi. Còn nếu như muốn có được một nội công thâm hậu thì chúng ta cần phải tích cực luyện tập thể lực cũng như là cải thiện cơ đùi để có được một lực sút tốt nhất. Ồ, vậy tập sao anh? Tập như thế nào à? Hồi sau sẽ rõ.